Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng giá cả các mặt hàng phân bón tăng cao, có những loại tăng đến 100%, cho nên nhiều cửa hàng đại lý kinh doanh phân bón đã trà trộn bán các loại sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là bán cả phân bón giả đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 1 của Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra và lấy 9 mẫu phân bón của 4 cơ sở kinh doanh để kiểm tra chất lượng, phát hiện 3 mẫu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và 1 mẫu là hàng giả. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt trên 110 triệu đồng. Trong đó, đã xử phạt cửa hàng phân bón Quốc Toàn, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên 7,5 triệu đồng với hành vi vi phạm là buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Mẫu phân bón vi phạm là phân bón NPK Mark 1 16921TE do công ty cổ phần phân bón Mark 1 khu công nghiệp Tân Kim, Cần Duộc, Long An sản xuất, xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Tú chi nhánh Hưng Yên, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động 30 triệu đồng với hành vi buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Mẫu phân bón vi phạm là phân bón NPK 16-16-8-13S Lộc Điền do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Tú sản xuất và xử phạt hộ kinh doanh Lê Văn Triều, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động 70 triệu đồng với hai hành vi vi phạm là kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và kinh doanh hàng giả về giá trị sử dụng công nghệ. Mẫu phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng là phân bón hữu nghị NPK 15-15-15 do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh phân bón hữu nghị, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sản xuất. Mẫu phân bón là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng. Phân bón NPK An Hưng 15-7-5-5S-TE do chỉ tiêu chất lượng B2O5HH chỉ đạt mức nhỏ hơn 70% so với mức ghi trên bao bì hàng hóa, là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và đầu tư An Hưng, địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.